Thưa quý vị, đội cảnh sát hình sự công an quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp 4 thiếu niên là Nguyễn Hoàng Long 14 tuổi, quê huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam, tạm trú tại phường Hòa Cường Nam quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng, Ngô Văn Hoàng Vĩnh 15 tuổi trú tại xã Hòa Liên huyện Hòa Vang, Trần Văn Huy 16 tuổi trú tại phường Hòa Hiệp Nam và Nguyễn Văn Sĩ 16 tuổi trú tại phường Hòa Minh cùng của Liên Chiểu để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Đoạn sáng ngày 3 tháng 10, anh Nguyễn Văn C, 45 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, đang nằm ngủ tại quán nước giải khác của mình ở vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Hòa Hiệp Nam, thì có bốn thanh niên đi vào quán hỏi mua nước. Khi anh C đưa bốn lon nước, thì nhóm này không trả tiền mà bỏ đi. Ít phút sau, các đối tượng quay lại quán hỏi mua thuốc lá nhưng đã hết. Ngay vậy, nhóm này dùng bỏ thủy tinh ném vào trong quán, lấy dao đe dọa anh C, buộc đưa tài sản. Vì đêm tối, khu vực quán nước vắng vẻ, không có người qua lại, hơn nữa, thấy nhóm đối tượng vừa đông vừa cầm hung khí đe dọa nên anh C bỏ chạy. Nhóm này cũng đuổi theo nhưng không kịp. Anh C về lại quán thì phát hiện mất một điện thoại di động. Chỉ sau ít giờ vào cuộc, công an của liên Triệu đã triệu tập được bốn đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm tiêu niên khai nhận đã thực hiện vụ cướp tài sản nêu trên. Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.